năm cây bao phí ship. Trời ơi, cái cây cái tàn cả nhà ơi, cây tàn dày nè, có 150 một cây ha, ship 2 cây và 5 cây bao phí ship ha. Cái chậu này là chậu 2 tấc nha cả nhà, chậu 2 tấc. Thì khi ship cả nhà mình lưu ý ship là không có ship chậu nha cả nhà. Nếu như cả nhà mua số nhiều á, chở xe tải mới gửi chậu, còn máy này gửi đi bưu cục đi cũng gọn bể hết à, nên nhà vườn không có ship chậu, chứ cái chậu không có nhiêu tiền nha cả nhà. Thì cả nhà mình có gì thỏa thuận với bên nhà vườn thử coi sao. Nhiều khi ship thì ship nhưng mà tới nó đa phần bể, với lại cái chậu này chậu xi măng không có nhiêu tiền, có mấy ngàn cái. Rồi, chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em có đến vườn mai của Kim Hiền tại ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, để quay cho cả nhà mình cùng giao lưu với vườn mai của Kim Hiền ha. Thì cái này chúng ta chỉ có một cái chặng mai thôi, là em báo giá luôn cho cả nhà mình dễ nắm ha. Thì cái hàng mai nguyên thủy này nè là giá 1 triệu một cây tại vườn ha. Thì ship thì tính khác, thì có ship lẻ luôn. Thì và một cái loại là thứ hai là mai ghép ha, mai ghép thì 150 một cây, 2 cây ship và 5 cây bao phí ship là mai cúc nha cả nhà, chơi Tết. Thì trước tiên em vào sâu những cái hàng mai nguyên thủy này ha. Nguyên thủy thì nó là mai dảo con, thì nó đa phần là hiện tại đa phần là 82 cánh, trong đó cũng có một số cây nó bị đốc là 5 cánh nha cả nhà, chứ không không nhất thiết là nó phải 82 cánh hết, nhưng mà hầu như là 90%, tại sau này đa phần mua có lựa bông đồ này nọ hết đó. Thì mai trước mắt em cả nhà thấy ha, cái tàn cũng rất là to luôn, cây rất là khá. Thì này chậu năm hết nha, 1 triệu một cây. Thì giá tại vườn ha, còn ship thì tới đó thì cả nhà mình thương lượng với nhà vườn nha. Hiện nay em không có ai ở nhà nên một mình em quay cả nhà mình xem giùm em. Thì tàn tủa thì phải nói là xum xê ha, tàn tủa xum xê. Gốc thì nó dao động từ 20 là nhiều hơn cả nhà, 20 tới 22. Con số nhỏ 18 nha, nhưng mà nó tầm tầm khoảng 20 á. Gốc to to vậy không à. Nuôi cái cây cũng khá là đẹp hết cả nhà. Thì có 130 cây á, thì cũng như những nhà vườn khác. Ví dụ như cô chú anh chị mình có mua mà mua về bán lại, mua số lượng nhiều á, thì bên nhà vườn sẽ gửi cho gửi làm bông luôn ha. Một cây rất là đẹp luôn. Tiếc cái là không có người đứng thôi. Không có người đứng cho cả nhà mình xem thôi, chứ còn cây thì khá là ok ha. Tàn túa xum xê. Thì thí dụ như cái cây này trước mắt em nè cả nhà, cây trước mắt em là 1,5 m nè, cái tán ngang 1,5 m nè, cao khoảng 1,2 m, nhưng mà cả nhà mình cộng thêm là nó khi nó ra thêm một cây đọt nữa ha, ăn hết cái này cái mai này thì bắt đầu đi thêm cây mới, thì mình chỉ sợ lấy cây này thôi, là cả nhà mình cộng thêm nó khoảng thêm 3 tấc nữa ha, là nó khoảng 1,8 m á, 1,8 m tán ngang á. Thì nếu như mà bấm sát nữa thì nó còn khoảng 1,7 m ha. Thì bây giờ còn một cây đọt nữa, lúc này còn hơi sớm nè cả nhà, coi nó búng đọt nè, búng thấy ham lắm. Thì 1 triệu một cây thì cái giá này thì cả nhà mình em thấy cũng rất là hợp lý nha cả nhà, cây rất là đẹp, rất là tròn đều luôn, mà này cho lựa nữa chứ. Còn thí dụ như cả nhà mình mua đi bán lại, mua số nhiều á, thì còn có thương lượng nữa ha, rồi cho mình gửi luôn. Thì cả nhà mình thấy cái hình hài nó như thế này thì qua qua vài tháng sau nữa thì nó to lên rất là nhiều nữa, cho nên cái giá này rất là ok. Và cả nhà mình mua cái lối này á, thì nó còn những cây đẹp nha, qua tới cái khoảng tháng 11 rồi, lúc đó em quay nó muốn hết vườn rồi, thì đa phần là còn lại những cây cặn không à, không cái đó em nói thiệt. Cho nên cả nhà mình có nhu cầu thì mình mua đi bán lại thì mua ngay lúc này đi, rồi nhà vườn bao bóng mình mà, bao bao nụ mình mà, đâu có gì đâu phải lo ha. Cho nên cả nhà mình nếu như mà mua được thì cố gắng sắp xếp trong thời gian này nè, mình đi mua thì nó sẽ ok hơn. Còn mấy anh em mua chơi thì mình mua đem về thì không có cho gửi nha, mua chơi 1-2 cây thì chắc bên nhà vườn không cho gửi, lỗ. Ví dụ như số nhiều thì cây lời vậy 100-200 ngàn thì nó ra nhiều, còn như cây mua có 1 cây thì thật ra mà nói thì nó không có lời lớn gì nhiêu trơn cả nhà, chủ yếu là làm mai nguyên thủy là nhờ số nhiều. Còn bây giờ là nếu như mua trồng thì thời điểm này thì phải nói là rất là ngon rồi, vô mùa mưa cũng vô sâu mùa mưa, thứ nhất. Thứ hai nữa thì cái bầu rễ của nó ha, cái bầu rễ nó to đùng à, bầu rễ nó cứng ngắc à, đó. Nó cả ngày mình nghe cái âm thanh ha, âm thanh như thế này thì rễ nó cứng ngắc rồi, nên bây giờ mình cho xuống mô một cái là nó ăn ra đất liền. Thì Tết mình có chơi bông thì chơi, còn không thì đôn là qua năm sau bắt đầu nó dược nó phát luôn,
À, cây rất là mạnh luôn. Thì năm nay theo như em thấy nếu như cả nhà mình mua trồng thì rất là ngon luôn, tại năm nay giá cũng nói nè. Cả nhà biết sao? Cái số lượng nó nhiều lắm. Năm nay số lượng mai nhiều nên năm rồi em đi quay tháng 10 em mới bắt đầu quay. Còn năm nay thì mới tháng 6 là bà con điện ráo riết hết trơn rồi cả nhà. Điện ráo riết hết trơn rồi. Lý do là sợ bán không không hết hàng á, cho nên các em thấy cái giá cũng nói. Thì cô chú anh chị mình có mua được thì mua ủng hộ nhà vườn ha. Thì coi vậy thì nhiều nhưng mà em thấy năm nào cũng nhiều thì năm nào cũng hết cả nhà, tới cuối cùng nó cháy hàng. Thì mình mua được giai đoạn ban đầu này thì ok. Thì em xin nhắc lại á, nhà vườn mình là tại ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, một trong những cái nôi của những cái cây mai mai chậu ha, từ mai ghép tới mai mai nguyên thủy luôn. Thì cái giá của nhà vườn mình á thì 1 triệu một cây, trước mắt em là chậu năm, phải nói cây rất đẹp luôn, chậu lựa nha cả nhà. Nói này là nói chung là năm nay là được cái nhà vườn mình đa phần là quay là có ship lẻ luôn. Nói chung thì 100 điều dễ ha, cho gửi này nọ tất cả cả các thứ thì nó quá ok rồi. Giờ tí nữa em sẽ quay cho cả nhà mình một cái lô mai ghép ha của bên nhà vườn em đó. Thì mình có cần cái mặt hàng nào á thì cứ liên hệ bên nhà vườn em, nó cũng ở khu này nên nhiều khi cả nhà mình có mua cần loại này loại kia gì đó, thì liên hệ em nó sẽ chạy hàng cho mình, cũng giỏi lắm, bé gái cũng giỏi lắm. Thì ở đây thì sẵn em cũng xin nói thêm hết cả nhà, ví dụ năm nay em có đi có sắp xếp được thời gian đi quay tất cả các tỉnh lân cận ha, nhất là ở Bình Lợi, Long An, thì cô chú anh chị nào có nhu cầu thì cứ alo em sẽ sắp xếp thời gian chạy qua em quay. Nó có một cái lợi gì nè cả nhà, thí dụ như giờ em quay cho đa phần là hầu như 90% những cái nhà vườn mai nguyên thủy ở Bến Tre em làm quay, thì em quay em bán cho những anh chị em chơi. Thì hôm rồi có một số anh em ở Bình Lợi nhờ em quay bán ngược lại cho nhà vườn, không cái đó thì mai đất đó nha, đang nhà vườn đem về nuôi lại. Thì trong cái lúc em quay á, em đi quay á thì sẽ có một số anh em đi đi theo để mua luôn. Thì cô chú anh chị mình có nhu cầu thì cứ alo em, rồi sẵn em sẽ rủ một số anh chị em ở nhà vườn bên này đi qua bệnh đi mua. À, nói chung nó có lợi cả hai bên đó nha. Thì năm rồi em sắp xếp không được, rất là nhiều cô chú anh chị ở địa phương em đòi đi ha. Ví dụ như được cái nhiều khi mình cái chỗ mình cũng có quay rồi, cũng nói chung cũng cho là quen biết đi, thì nên cái giá nó cũng dễ mua, rồi mình cũng dễ trao đổi mua bán, rồi sau này nó còn cái lâu dài nữa cả nha. Ồ, quá trớn cây mai luôn cả nhà, triệu cây ha. Nói chung giá này thì dễ xơi rồi, nó giá hợp lệ rồi, chỉ cần mình có nhu cầu hay không thôi. Con cây mai này cái tàn hơi đẹp, nhiều cái hoa cũng cũng khá là chuẩn rồi cả nhà. Cây này là cây hơi nó bị si nha cả nhà, nhưng mà nở hoa vậy thì hết ý rồi. Chỉ duy nhất một cái vườn có một cây cây nó si, không phải si cả nhà, nói si thì thành gam bậy, nó làm nụ sớm, làm nụ sớm nó không đi đọt nữa. Những cái cây như thế này nè mình hay gặp là khi chúng ta mua trước Tết đó cả nhà, mua trước Tết rồi giờ mình đơm sớm á, đơm sớm qua Tết lối tháng tư vẫn lặt lá nhưng mà nó cũng bị à, nó là tình trạng chung mà. Cho nên khi cô chú anh chị mình mua về để làm mà bán Tết đó, thì mình nên mua sau Tết là nó ok hơn. Thì sẵn đây á, thì em xin gửi tới cái thông điệp một số anh chị em mình mua cây ha. Thì ở trên kênh của em á, thì em đi quay thì em có lấy phí, em rút một số phần đó, thì mỗi một clip em sẽ có một cái phần gạo ha, có một bao gạo nho nhỏ để giúp đỡ bà con nghèo. Thì ví dụ cô chú anh chị nào mà có lòng hảo tâm á, thì mua ủng hộ nhà vườn trên cái kênh của em á, thì mua ủng hộ coi như là giúp em có cái động lực ha. Ví dụ nhà vườn mà bán được á, thì mình cầm cái tiền nó cũng vui hơn ha cả nhà. Chung thì có lợi cả hai bên ha. Dù cô chú anh chị mình mua cây, mua đâu cũng vậy, mua kênh em cảm ơn. Thứ nhất, thứ hai nữa thì em sẽ có một cái nguồn quỹ, coi như có một cái nguồn quỹ để em mua một số gạo để tặng bà con nghèo ha. Thì giờ cô chú anh chị mình cũng biết cái tình hình năm nay dịch Covid, nó sau hậu Covid á, thì nó tình hình rất là khó khăn đó nha. Mua bán rồi mần ăn tất cả các thứ khó khăn. Em là tháng rồi em phải cho hai hai người làm của em nghỉ ha. Nghĩ lúc trước mận tháng nhưng giờ phải mận thời vụ rồi, chứ thật chất mà nói thì ai cũng vậy ha, mua bán rồi tất cả các tình hình này nọ đều khó khăn, nên có rất là nhiều bà con cô chú anh chị
khổ lắm cả nhà, gạo không có ăn, cái đó thật chất là gạo không có ăn luôn. Cho nên thì em quay đây thì thật chất mà nói thì em quay thì em lấy tiền bỏ túi cũng bình thường, nhưng mà mình chia sẻ thôi. Cái này là lá 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 cái bằng lá gách đùm lá nát thôi, chứ em cũng không có dư giả gì. Nhưng mà em cả nhà mình mua trên kênh em coi như là có chút lòng từ thiện ha, để em có một cái động lực em đi quay. Rồi thứ nhất thì cô chú anh chị mua được cây mai về chơi, thứ hai thì nhà vườn bán được, thứ ba là như là cho được những cái hộ nghèo, người ta có được những cái phần quà nho nhỏ ha nha. Thì nói chung em nói trên đây thì hơi hơi ngại, nhiều khi mình nói lợi dụng này nọ từ thiện, nhưng mà thật chất cái đó là cái tiền của túi của em bỏ ra chứ có của ai đâu cả nhà. Cô chú anh chị mình thấy phải không, cái đó là em bỏ tiền túi ra. Nên thí dụ như cô chú anh chị mình có mà có thương á, thì mua trên kênh em ha, ủng hộ những nhà vườn ở trên cái kênh của em để em có động lực em đi quay, đi làm những cái clip để cho cả nhà mình cùng giao lưu với nhà vườn ha. Thì thêm cái nữa thì cả nhà mình có thương em thì cho em xin một cái lượt like cũng như một cái lượt đăng ký ha, để em có động lực mình làm nó mạnh dạn hơn ha. Rồi thì thôi em xin quay lại cái clip mai ha. Thì cái những cây trước mắt em nãy giờ em quay là cũng gần hết vườn, vườn mình 130 cây. Vườn mình có 130 cây thì giá 1 triệu một cây ha, giá 1 triệu một cây là giá tại vườn ha, còn ship đó thì cộng thêm chắc khoảng 200-300 tiền ship gì đó một cây lẻ. Thì cái đó nhà vườn mình cả nhà mình bàn với nhà vườn ha. Còn cả nhà mình mua số nhiều thì nhà vườn sẽ cho gửi làm bông, làm nụ để mình tới dịp Tết mình lấy về mình bán. Thì năm nay thì nói chung thì trăm điều dễ rồi đó, cả nhà mình cứ mạnh dạn mình lấy hàng lúc này, còn hàng đẹp sợ qua Tết cái đó, sợ tơi vô sâu cái vụ gần Tết cái là cái giá nó hơi cao ha. Và kế tới là cái hàng mai chậu ha cả nhà, mai mai ghép. Mai ghép này thì đa phần là mai cúc không à, cúc 24 cánh ha, 24 cánh. Thì cái hàng này á, thì bên nhà vườn mình bán 150 một cây ha, cây nào cũng có xử lý đế hết ha, 150 một cây, thì hai cây sẽ ship và 5 cây bao phí ship nha cả nhà. Tính ra cái hàng này rẻ nha, nè cái tàn bự chảng cả nhà thấy không đó, tàn bự chảng gốc thì bự hơn tay cái em ha nha, bự hơn tay cái, 150 một cây, chung hàng khá đẹp thôi nha cả nhà. Nè, hàng khá đẹp. Thì hàng này thì chơi bông chơi Tết thì ok rồi, này hai mùa mà, hai mùa đâu lên, gặp em mua nuôi ba mùa chưa được vậy nữa. À, tàn bự chảng vậy đó, chỉ có 150 một cây nha cả nhà, một cặp 300.000 thì cả nhà chịu phí ship nha. Còn mình lấy 5 cây á, thì bên nhà vườn sẽ bao ship cho mình. Cái này giá này rất là dễ chịu luôn, gốc bự bự không có 150 một cây trời. Hèn chi em bán ế là phải. Đây cả nhà thấy ha, gốc to to, cả nhà có để cái mùa này nè, nó đứt già luôn. Mùa này bắt đầu nó đi có hết cái đọt này, bắt xỉn hồi đầu nó sựng, nó không đi đọt nữa ha, nó làm nụ thì cái gốc nó sẽ nở ra, gốc sẽ nở ra là cả nhà mình để ý. Những cây mai gốc nhớt nó nuôi nó đã lắm, cái mấy cái mùa này cái bắt đầu cái da nó nứt 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 vàng vàng ra nè, cả nhà thấy ha. Thì lúc đó nó sẽ lớn gốc, như bình thường thì nó đi đọt thôi chứ gốc ít lớn không. Thì cái lô này để em chiều cao ha, 1 2 thì 5 tấc đổ lên nha cả nhà, chiều cao 5 tấc đổ lên, tán ngang khoảng 4 tấc á, cây nào cũng đều 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 vậy nè. Thì lô này có vài trăm cây ạ, lô này có khoảng khoảng 300 cây nha cả nhà, có khoảng 300 cây. Thì cô chú anh chị nào mà lấy có số nhiều á, thì em nó sẽ bớt cái giá lại cho chúng ta mua đi bán lại ha. Lại cái lô này nói nào ngay, cái này cúc mai nha cả nhà, mai cúc. Cái hàng này thì nói nào ngay cũng ít lắm, gốc cũng khá là đẹp, đa phần là xử lý đế mà hình thú ha. Cái này thì thú nằm không à, tại vô lúc vô bị chôn chứ cái thú nằm ngang nè, thì cái tàn túa như thế này nè, xum xê thế này nè, chỉ có 150 cây à. Em nó không có nhà nó không biết có báo lộn không. 150 cây thì giá này nới nha cả nhà, nhà mình dễ chơi á. Còn mua đi bán lại cả nhà mình lấy số nhiều thì em nó sẽ cho chúng ta cái giá hợp lý nhất. Cây hình thú nha cả nhà, em lấy ra cho ngoài cho mình cô chú anh chị mình xem. Đấy, nằm ha, thú nằm không à, tàn túa nè, cao
cao 4 tới 5 tấc ha, ngang khoảng 4 tấc. Cây đẹp lắm. Thì em xin nhắc lại nhà vườn của em đó là tại địa chỉ là ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nha cả nhà. Một trong những cái nơi mà hàng năm thì sản xuất ra thị trường rất rất nhiều cây cây mai ha. Vừa mai tàn, vừa mai giống, ô thôi đủ thứ ha. Rất là nhiều. Thì cái hàng này là 150 một cây, ba cây hai cây sẽ ship và 5 cây bao phí ship. Trời ơi cái cây cái tàn cả nhà ơi. Cây tàn dày nè, có 150 một cây ha. Ship 2 cây và 5 cây bao phí ship ha. Cái chậu này là chậu 2 tấc nha cả nhà, chậu 2 tấc. Thì khi ship cả nhà mình lưu ý ship là không có ship chậu nha cả nhà. Nếu như cả nhà mua số nhiều á, chở xe tải mới gửi chậu, còn máy này gửi đi bưu cục đi cũng con bể hết à. Nên nhà vườn không có ship chậu. Chứ cái chậu không có nhiều tiền nha cả nhà. Thì cả nhà mình có gì thỏa thuận với bên nhà vườn thử coi sao. Nhiều khi ship thì ship nhưng mà tới nó đa phần bể. Với lại cái chậu này chậu xi măng không có nhiêu tiền, có mấy ngàn cái gì, cả nhà mình mua cái chậu khác gì vô đẹp hơn. Cây thú nằm không à, trời ơi tàn đẹp thấy thương gì đâu á, có 150 một cây nha cả nhà, rất là dễ thương luôn nè. Thật chất mà nói cái giá này thì nó nới lắm á, tại gần nhà em có ông chú cũng mới bán tại nhà thôi, cũng giá nó cũng cao hơn. Tàn nè, tàn túa nè, đẹp thiệt. Dựng cái đọt rất là chuẩn nha, cái đọt là ok luôn á, rất là chuẩn luôn. Cây nào cây nấy cả nhà coi tàn nè, sum xê chưa à, chỉ có 150 một cây ha. Thì em xin nhắc lại nhà vườn mình có hai cái loại cây, thì một cái loại là mai tàn 1 triệu một cây giá tại vườn ha, và một cái loại kế nữa thì là mai mai ghép này, mai cúc mai ha, cúc này cúc cúc trân châu cả nhà, cúc trân châu, đa phần cúc trân châu hết. Thì giá là 150.000 đồng một cây, hai cây sẽ ship và ba cây sẽ 5 cây sẽ bao phí ship ha. Rồi thì thôi cái này thì cũng ít, thì có nội dung như đây thì em xin kết thúc cái clip tại đây nha. Cả nhà có thấy thích thì cho em xin một cái lượt like, một lượt đăng ký ha, cũng như một lượt chia sẻ để em có động lực để quay thêm những cái vườn khác cho cả nhà mình cùng giao lưu với nhà vườn, cũng như là có được những cái phần quà để trao tới cho bà con nghèo ha. Rồi em xin kết thúc cái clip tại đây. Chào tạm biệt cả nhà nha.